Nhận định bóng đá Real Madrid với Atletico Madrid. 3 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2020, Atletico Madrid đang có phong độ cực cao. Real Madrid dù có lợi thế sân bãi song họ cũng khó có thể ngăn cản đối thủ cùng thành phố. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo, các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Chiến thắng 2-0 trước Bonchen Latbach tại Champions League sẽ tạo đà tâm lý cho Real Madrid khi họ trở về chinh chiến ở La Liga. Los Blancos đã thể hiện một phong độ phật phù ở châu Âu và phải chờ lượt đấu cuối mới chắc suất vượt qua vòng bảng cúp C1. Điều tương tự cũng xảy ra ở Tây Ban Nha. Trong 4 trận đấu gần nhất ở đấu trường quốc nội, Real Madrid chỉ giành được một chiến thắng và đang đứng ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng La Liga. Trong khi đó, Atletico lại đang là đội dẫn đầu. Thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone thể hiện phong độ ấn tượng ở La Liga. Bất chấp thuộc nhóm thi đấu ít trận nhất giải 10 trận nhưng Atletico Madrid đang có 26 điểm nhờ thành tích bất bại 8 thắng và 2 hòa. Ở Champions League, Atletico cũng chỉ sảy chân một lần duy nhất trước một Bayern Munich quá mạnh mẽ. Los Blancos cũng đã giành vé dự vòng knock-out với 9 điểm cùng ngôi nhì bảng A. Các yếu tố trên đều cho thấy Atletico Madrid là đội có nhiều lợi thế hơn Real. Tuy nhiên, nên nhớ rằng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 8 trận bất bại trước đối thủ cùng thành phố tính riêng ở La Liga. Thông tin xung quanh, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 68 trận kể từ năm 1993. Real thể hiện sự vượt trội với 37 chiến thắng, người hàng xóm của họ chỉ có được 12 chiến thắng. Atletico Madrid sẽ bước vào trận derby với tâm lý tự tin khi họ đang sở hữu chuỗi 26 trận bất bại tại La Liga. Nhưng Real cũng sẽ có những tự tin nhất định khi họ đã giữ sạch lưới trong 3 lần gần nhất đối đầu với người hàng xóm tính trên mọi đấu trường. Dự đoán tỷ số Real Madrid 0 Atletico Madrid 1.